Nhạc Hà rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ xương khớp của bạn, được phát sóng trên fanpage phòng khám Tích Medical, phát lại trên kênh YouTube Tích Medical. Tích Medical là chuỗi phòng khám chuyên điều trị về các bệnh cơ xương khớp bằng công nghệ cao, kết hợp y học hiện đại, y học cổ truyền và yoga trị liệu. Hiện tại, Tích Medical đã giúp loại bỏ được hơn 80% các triệu chứng và giúp phục hồi sức khỏe từ 75 đến 98%. Tích Medical đã sở hữu 2 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 1 ở Villa 9, đường D5, phường 22, quận Bình Thạnh trong khu Sài Gòn Bơ. Chi nhánh 2 ở Villa số 18, đường số 4, khu đô thị Hà Đô Sentosa Garden, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như những số tập trước thì chúng tôi đã có chia sẻ về những căn bệnh liên quan về thoái hóa cột sống, viêm khớp gối, thoát vị đĩa đệm xảy ra ở mọi đối tượng. Trong tuần này, chương trình Bác sĩ xương khớp của bạn xin mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn cách bảo vệ cột sống ở giới văn phòng như thế nào, có thể làm sao để hiệu quả nhất và thoải mái nhất. Thì mời quý vị cùng đón xem. Trước khi bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng khởi động nhẹ với mini game hỏi nhanh đáp gọn. Thì để nhận được món quà hấp dẫn từ phòng khám Tích Medical, mời quý vị và các bạn cùng tham gia chương trình nhé. Thể lệ như sau, Nhật Hạ sẽ có 2 câu hỏi nhanh, mỗi câu hỏi sẽ có một đáp án đúng duy nhất. Điều kiện để nhận được quà: 1. Tag tên 2 người bạn cùng vào xem livestream. 2. Share livestream về trang cá nhân dưới chế độ công khai. Và 3. Trả lời đúng câu hỏi. Ai trả lời đúng và thực hiện đầy đủ điều kiện của chương trình đưa ra thì sẽ nhận được một voucher thăm khám và điều trị đau nhức xương khớp với trị giá là 500.000. Và sau đây là 2 câu hỏi của chương trình. Mọi người cùng tập trung và nhanh tay tách 2 người bạn vào trong livestream ngày hôm nay các bạn nhé. Câu hỏi 1. Ngồi ghế thấp phải vươn người, dùng máy tính lâu dài có gây vẹo cột sống hay không? Câu hỏi 2. Ngủ gục trên bàn làm việc có gây đau nhức lưng hay không? Quý vị bắt đầu comment câu trả lời gửi cho chương trình ngay sau câu hỏi của mình vừa đọc nhé. Nhanh tay các bạn ơi để cùng đón nhận những cái phần quà hấp dẫn từ chương trình ạ. Thưa quý vị và các bạn, những người làm việc văn phòng thường xuyên phải ngồi liên tục trước màn hình máy tính trong một thời gian dài thì khiến cho tình trạng đau nhức lưng hay cổ vai gáy là xảy ra thường xuyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được từ những người làm trong văn phòng các bạn ạ. Mình cảm thấy rất là nhức mỏi khi ngồi làm việc lâu với máy tính cả ngày, nhất là vùng cổ và vùng lưng. Mình phải đứng dậy đi lại vận động một lúc, sau đó thì ngồi xoa bóp thì cái cơ cổ và cơ lưng nó mới giãn thì nó mới đỡ mỏi hơn. Mình hay bị mỏi cổ tay vì phải sử dụng chuột rất là nhiều, lâu lâu còn bị tê rần như là kiến cắn, rất là khó chịu. Mình hay thường bắt chéo chân khi làm việc cho nên nó hay bị chuột rút và bị tê hai cái bắp đùi. Cuối ngày làm việc thì lưng rất mỏi và nhức, cười quậy thôi cũng thấy rất là khó khăn. Thì khi làm việc tập trung thì tôi thường ngồi cong lưng, chú ngồi về phía trước, hai cái vai này nó bị gù xuống nên là khi làm việc lâu thì cảm thấy rất khó chịu, eo ỏi và tối về thì nó sẽ bị đau ở vùng vai này xuống thắt lưng. Có thể thấy tư thế ngồi nhiều ít vận động của giới văn phòng không đúng dẫn tới những cái vấn đề liên quan đến cột sống. Thì theo khảo sát, bệnh xương khớp ở những đối tượng này chủ yếu là các bệnh như là đau vai gáy, hội chứng ống cổ tay, thoái hóa cột sống hoặc là thoát vị đĩa đệm. Thì thông thường độ tuổi trung bình xảy ra các cái tình trạng bệnh này là ở độ tuổi từ 45 đến 50 tuổi. Thì tuy nhiên hiện tại là những căn bệnh này đã có xu hướng là trẻ hóa dần. Thì ở giới văn phòng thì chỉ mới bước sang tuổi 27 là đã có những cái triệu chứng mắc phải những căn bệnh trên. Vì vậy, cách bảo vệ cột sống cho giới văn phòng như thế nào là hiệu quả nhất? Thì theo chủ đề của bác sĩ xương khớp ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân của căn bệnh này ạ. Theo các chuyên gia, có 6 nguyên nhân chính gây ra đau nhức xương khớp ở giới văn phòng. Tư thế ngồi làm việc sai lệch lâu ngày, không đúng cách dễ dẫn đến tình trạng cong gù, vẹo cột sống, đau lưng dưới, đau cổ vai gáy và thoát vị đĩa đệm. Ít vận động khiến các cơ khớp trở nên căng cứng, máu huyết không lưu thông, dễ bị tê bì, cột sống nhanh chóng bị thoái hóa, không còn như trước nữa. Không được hấp thụ đầy đủ ánh nắng mặt trời, hấp thụ vitamin D do thời gian ngồi quá nhiều trong phòng kín, không ra bên ngoài nhiều. Chế độ dinh dưỡng ăn uống không đầy đủ thì dễ dẫn đến việc thiếu canxi, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ xương khớp. Thói quen nằm dài ở trên bàn ngủ trưa cũng khiến cho cột sống bị cong vẹo, thay đổi, máu huyết không lưu thông đều. Việc mang giày cao gót ở nữ giới
khiến trọng lượng cơ thể bị thay đổi, dễ dẫn đến đau lưng, đau gót chân, gây ra tổn thương ở cột sống. Stress cũng là nguyên nhân hàng đầu hiện nay đang dẫn đến cái vấn đề xương khớp, bởi khi stress làm suy giảm hệ miễn dịch, giảm sức đề kháng và năng lượng cho cơ thể. Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp khiến công việc của nhiều người bị ảnh hưởng, tình trạng stress, mệt mỏi tăng thêm, dễ gây ra các bệnh liên quan đến viêm khớp, căn cơ. Sau khi xem xong clip trên thì Nhật Hạ thấy những cái nguyên nhân này hầu hết là các giới văn phòng đều mắc phải. Thì trong khi đó bệnh lý cơ xương khớp thì thường có những cái triệu chứng là diễn ra khá là âm thầm. Thì chỉ có những cái cơn đau mệt mỏi thường ngắn nên mọi người thì ít chú ý tới. Đặc biệt là trong giới trẻ hiện nay là rất cái chủ quan khi mà mình gặp những cái vấn đề này, dẫn đến nhiều trường hợp là mình không có chữa trị kịp thời. Nên có nhiều cái biến chứng xảy ra như là bị tàn phế hoặc là ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý. Vậy khi gặp các cái vấn đề những xương khớp như thế này thì cách giải quyết là như thế nào? Thì thông thường ở giới trẻ chúng ta khi gặp những cái triệu chứng như vậy thì thường là sẽ đi mua uống thuốc giảm đau để uống, hoặc là mình tới những cái phòng khám nhỏ để mình khám sơ qua cái tình trạng của mình thôi chứ không có tìm hiểu kỹ. Thì bây giờ theo những cái thông tin từ bác sĩ phòng khám xương khớp Tích Medical chia sẻ, khi mà mình uống thuốc như vậy thì chỉ có tác dụng là hỗ trợ giảm đau tạm thời cho mình ngay cái thời điểm đó. Về lâu về dài nó cũng ảnh hưởng tới về cái chức năng của gan, của thận. Nên các bạn chú ý thì khi mà mình gặp những triệu chứng như trên thì mình cố gắng là mình nên đi thăm khám ở các cái trung tâm hoặc phòng khám lớn chuyên về các cơ xương khớp để được hỗ trợ một cách tốt nhất các bạn ạ. Theo các chuyên gia điều trị về các bệnh xương khớp hiện nay bằng công nghệ cao, cái phương pháp bằng công nghệ cao như vậy là một cái phương pháp đem đến hiệu quả rất là lâu dài. Sau quá trình nghiên cứu và kiểm nghiệm, phòng khám xương khớp Tích Medical là đơn vị tiên phong trong vấn đề điều trị về xương khớp bằng công nghệ cao rất hiệu quả. Hiện tại đã điều trị cho hơn 10.000 khách hàng. Tích Medical có quy trình thăm khám kỹ, xác định rõ bệnh lý và chỉ định phác đồ điều trị phù hợp. Điều trị công nghệ cao, số lượng công nghệ tùy thuộc vào trạng thái đau nhức của người bệnh, loại bỏ các cái triệu chứng một cách nhanh chóng và an toàn. Điều trị bằng y học cổ truyền, bấm huyệt, nắng chỉnh cột sống, massage đũa Nhật Bản, lưu thông khí huyết kích thích cơ chế tự chữa lành từ bên trong cơ thể, giúp loại bỏ nguyên nhân bên trong và phục hồi sức khỏe một cách ổn định. Yoga trị liệu, kích thích thần kinh vận động, lưu thông khí huyết. Đặc biệt, yoga giúp khách hàng định tâm, hướng suy nghĩ vào bên trong, thấu hiểu chính bản thân mình, giảm những suy nghĩ tiêu cực, tăng suy nghĩ tích cực, yêu cuộc sống hơn. Quý vị và các bạn có thể tham khảo về các cái phương pháp điều trị rất là hiệu quả bằng công nghệ cao qua trang web tichmedical.vn. Bên cạnh đó, giới văn phòng cũng nên chủ động phòng tránh những cái căn bệnh liên quan về xương khớp bằng cách là ngồi thẳng lưng, kê bàn ghế có độ cao phù hợp, không nên vắt chéo chân. Thì đồng thời trong 1 đến 2 tiếng đồng hồ khi mà mình làm việc thì cũng có những cái vận động cơ bản nhất để cho giúp cái cột sống của mình nó được tốt hơn. Các chuyên gia thì cho những lời khuyên trong giới văn phòng là nên tập yoga này, cũng như là tập các cái bài tập nó phù hợp với cột sống của mình để giúp cho cột sống của mình được khỏe mạnh và dẻo dai hơn ạ. Thả lỏng hai vai và cẳng tay của mình. Hít vào chúng ta ngả đầu, ưỡn lồng ngực, mở hai cẳng tay ra. Thở ra gập cằm về phía ngực, tay khép nhẹ lại. Hít vào lần thứ hai, ngả đầu mở tay, thở gập cằm về phía ngực. Hít sâu vào ngả đầu, lúc này đầu của chúng ta tì lên trên cả ngón tay. Thở gập cằm về phía ngực, hai tay khép nhẹ để massage cho đốt sống cổ. Hít vào lần thứ tư, thở ra nhẹ nhàng. Lưu ý trong quá trình tập luyện ở bài tập này, vai của chúng ta hoàn toàn được thả lỏng để máu được lưu thông tốt. Hít sâu lần thứ 6, thở ra nhẹ nhàng. Bài tập thứ 2 chúng ta sẽ nghiêng trái và nghiêng phải. Hít sâu vào, thở ra chúng ta nghiêng đầu sang phía bên trái của mình. Hít nâng thẳng đầu lên, thở nghiêng sang bên phải. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở nhẹ nhàng. Liên tục làm
và đổi bên. Chúng ta sẽ thực hiện bài tập này 10 lần ở mỗi bên của mặt. Hít thẳng đầu, thở nghiêng sang bên trái lần thứ tư. Ở bài tập này, chúng ta chỉ di chuyển đốt sống cổ và đầu. Hai vai của chúng ta nằm yên. Bài tập này, chúng ta cũng sẽ thực hiện 10 lần ở mỗi bên. Thở ra, chúng ta lại tiếp tục nghiêng đầu sang trái lần 6. Hít sâu, thở nhẹ nhàng. Và bài tập thứ 3 ở điều trị cho chứng bệnh thoát vị địa đệm và đốt sống cổ, chúng ta sẽ xoay sang trái và xoay sang phải. Hít sâu, thở, chúng ta xoay đầu sang bên trái. Hít về giữa, thở sang phải. Hít sâu, thở nhẹ nhàng. Hít vào và thở ra. Ở bài tập này, chúng ta cũng không di chuyển hai bờ vai của mình, chỉ di chuyển các đốt sống cổ và phần đầu. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít sâu vào, thở xoay sang trái lần thứ 5. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lý xương khớp ở dưới văn phòng không thể chủ quan, nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì sẽ có những cái biến chứng vô cùng nguy hiểm. Để không ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần cũng như là chất lượng cuộc sống của mình, đặc biệt là hiệu quả công việc, ngay khi mà có những cái triệu chứng về các cái bệnh lý về cơ xương khớp thì quý vị không nên chủ quan và tìm đến phòng khám để được thăm khám cũng như là các bác sĩ sẽ đưa ra cho mình cái phác đồ điều trị cho phù hợp nhất. Thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem buổi live stream ngày hôm nay. Để hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất, nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan gì vấn đề xương khớp, mời quý vị các bạn liên hệ đến số hotline phòng khám 0965 85 8568. Xin kính chào và hẹn gặp lại.